Thưa quý vị, theo thống kê của Bộ Xây dựng, trong quý một năm nay, thành phố Cần Thơ đạt tỷ lệ đô thị quá hơn 70%, đứng thứ tư cả nước. Thành phố Cần Thơ đã tập trung quy động nguồn lực cho công tác phát triển đô thị theo định hướng phát triển của thành phố, theo quy hoạch được duyệt và thực hiện từng bước theo kế hoạch đề ra. Theo đó, công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị cho địa bàn thành phố cơ bản hoàn thiện, như tỷ lệ phủ kính quy hoạch chung đô thị đạt 100%, tỷ lệ phủ kính quy hoạch phân khu đô thị đạt 80%, quy hoạch chung xây dựng xã đạt 100%. Qua đó, làm cơ sở phục vụ cho việc đầu tư xây dựng các dự án công trình, đảm bảo đồng bộ hài hòa cho bộ mặt đô thị của thành phố nói chung và từng quận huyện nói riêng.